Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây, đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá, công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba. Đây, một cái cối thủy tinh to như này và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây, có gen xoáy như này, dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bác thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này, tay giữ này, bật công tắc này, đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này, đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này, đấy, vào số 2 này, đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá, dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây, đấy, cái âu này của nó thì bằng, cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1 lít rưỡi, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác thấy không? Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này là xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisavilla, Kaisavilla. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisavilla hàng của Đức này. Đun được là tới 1 2 3 4 5 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn, nắp của nó này. Qua thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nhá. Đây, nắp của nó đây. Hàng bằng inox nhá và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này. Đun được tới 5 6 loại bếp như này này, 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn. Kaisavilla chữ dập chìm luôn nhá.
lên cho em đó là ấm đun nước nhá. Ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác. Bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này. Một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó. Bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Con này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3 4 cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này, thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai ắc quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện đấy. Các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này, đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là
công tác áp quy nhá, công tác áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tác áp quy giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tác như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này, đấy. Mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tác đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tác áp quy giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá. Đấy về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý 30k, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy, đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbierzing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế 5 lớp nhá. Đun được hầu hết các loại bếp luôn. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy. Đế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bác này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng con quay lệch như này các bác này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bác nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng là hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn các bạn, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít con này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quai mạ vàng nhá, quai mạ vàng chấm hết luôn đây con này. Đấy. Quai mạ vàng này rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá. Quai mạ vàng hết các bác nhá. Quai mạ vàng hết này. Siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bạn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là cái đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi đến cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá. Bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức.
giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi, và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000, tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn. Con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000, cọc trước 200. 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh, rồi cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về cho các bác cái mẫu xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm mẫu mới. Con này thì của nó sẽ là dùng bằng cái loại bọt kem. Đấy, cho nên thì các bác dùng nó rất là thích, lắc đều lên cho em, sau đó thì các bác xịt ra. Đó. Cái này nhìn nó có một cái lẫy khóa. Đây cái này các bác bóp này cho em nó sẽ ra. Đấy, và đây là nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này. Đấy. Thì các bác tẩy nhà tắm nhà vệ sinh nó rất là sạch sẽ luôn. Và cái này của nó là hương tự nhiên, nó thơm nhá. Và nó không bị ăn sứ, ăn men các kiểu và dùng rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k nhá. Đến mã giúp cho em đó là xịt nhà tắm 50k cho một cái lọ xịt nhà tắm như này. Đấy, thì con này của nó là hương tự nhiên, thì các bác có thể xịt vào tất cả các loại đều ok hết nhá. Đấy, các cái loại vòi sen rồi các cái đồ sứ, đồ inox đều ok hết. Và cái này thì nó không bị ăn mòn và không ra tay và mùi rất là thơm luôn. Đấy, tức là hương liệu tự nhiên thì mình dùng nó rất là an toàn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Đấy, thì giá sẽ là 130.000, 130k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này các bác này. Đấy, đấy. Rất là đẹp luôn. Cái này thì để các bác dùng để sửa chữa đồ lặt vặt trong gia đình, có những cái đồ điện, đồ gì đầu lục giác thì các bác dùng. Đấy, nó sẽ là một cái bộ lục giác như này. Các loại ốc mình dùng để mình sửa chữa đồ đoàn. Đó. Cái này bên em đang bán là 130k, đợt này xả cho bác còn 90k thôi, 90.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy. Quạt nó bằng tích điện đấy, cái này dùng mất điện rất là tiện này. Đây. Đấy. Mất điện thì bật công tắc lên này. Bán lắm. Cái này là đi 380 à? 380. Cô bác ơi, cái này nó dùng bằng pin này nó tiện chứ. Mất điện mất điếc là mình dùng tiện lắm này. Đấy, 380.000. Đấy, mất điện thì mình cứ cắm sạc vào thôi, lúc nào mất điện nhà có trẻ con trẻ nhỏ mình dùng. Đấy, đi ngủ nhà không trẻ con mà mất điện là chết dở luôn, nó khóc. Đó, nhưng cái này dùng nó tiện từ 5 đến 10 tiếng luôn. Pin này từ 5 đến 10 tiếng. Đấy. Dùng bác mất điện mà không. Cái này rất là tiện luôn. Đó. 380.000 rất là mát, có số 1 và số 2. Đấy, mát lạnh luôn. Đồng hồ kìm thì giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship nhá, 230k. Cái này các bác nên mua, nó thực dụng luôn. Đó, 230.000 các bác đo kìm rồi đo vôn kế ampere để ok hết nhá. Giá sẽ là 230.000. Có đo ôm, đo ampere, đo vôn kế, đo các kiểu con này đều luôn. 230k các bác nhá. 230.000 cho con đồng hồ kìm như này. Đó, 230.000. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên xúc. Bên xúc về cho bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên em nó sẽ có cho các bác là dòng 3 chân và dòng 5 chân như này. Đấy. Dòng 3 chân và dòng 5 chân, chất liệu của nó thì bằng cao su non như này nhá, bằng cao su non như này.
các bác chiến công trình va đập thoải mái luôn. Ba chân này thì có đèn báo và năm chân không có đèn báo, giá thì đều là 50k nhé. Đấy, lên cho em là ổ đúc cao su, nó sẽ có là dòng ba chân và dòng năm chân, giá đều là 50k trên một ổ nhá, 50k trên một ổ. Lên cho em là ổ đúc cao su nhá, giá của nó sẽ là 50k, 50k trên một ổ đúc cao su như này. Nó sẽ có là dòng ba chân và dòng năm chân. Đấy, con này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, cao su non hết nhá, chiến công trình thì thôi rồi luôn. Bên trong của nó là lá đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái phích cắm này, phích cắm cũng có đèn báo, nó sẽ có một cái đèn báo ở đây, giá sẽ là 20k cho một phích cắm như này nhá, 20.000. Đó, có đèn báo cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ly đồng như này các bác này. Đấy, ly đồng như này, giá sẽ là 40k cho một cái ly đồng rất là đẹp như này. Đó, giá của nó sẽ là 40k. Các bác có thể mua để uống rượu uống bia này, hoặc là mua để mình để trên ban thờ mình cúng lễ cũng rất là đẹp luôn, sang xịn mịn đẹp. Giá sẽ là 40.000 trong chiếc như này. Đấy, 40.000 trong chiếc này các bác nhá. Lên cho em là ly đồng này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá. Lên mã giúp cho em là vợt cầu lông. Một bộ thì hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, nhưng mà các bác chỉ sử dụng cơ bản là để mình chơi cho các trẻ em nó chơi, hoặc các bác thể dục thể thao thôi. Đấy. Bộ sẽ là 130.000 cho một bộ vợt cầu lông như này nhá. Đấy, có tặng kèm cho các bác là một hộp cầu bao gồm là 3 quả cầu nhá. Một hộp bao gồm là 3 quả cầu và một bộ vợt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Vợt cầu lông 130.000 cho cái bộ vợt cầu lông như này. Rất là đẹp các bác này. Đấy. Hàng cước căng, dày dẫn chắc chắn. Đấy, có tay lót rất là êm. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp. Bộ này thì các bác không dùng đi thi đấu được đâu, mình chỉ dùng mình chơi ở nhà thể thao với con cháu, hoặc để cho các em nó mang đi học nó chơi thôi. Dùng cũng rất là bền đẹp chắc chắn. Lên cho em là vợt cầu lông 130k nhá, 130k thì cái bộ vợt cầu lông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ dán ô tô, gọi là đồng hồ dán ô tô. Bên em về thì nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu trắng. Đấy, màu vàng và màu trắng nhá. Đây, nó sẽ là một cái mẫu đồng hồ như này các bạn. Đồng hồ dán ô tô nhá. Đấy, đây. Rất là tiện luôn này các bạn. Đấy. Rất là đẹp như này. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ dán ô tô nhá. Về nhà thì các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì ấn cái này vào là nó sẽ chạy này. Đấy. Đồng hồ dán ô tô rất đẹp luôn. Đây các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là giá sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ dán ô tô, giá sẽ là 40k. Có hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, màu vàng và màu trắng này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá đều là 40.000 một chiếc hết, đồng hồ dán ô tô. Giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 40k một chiếc thôi. Giá rất hợp lý cho các bác có thể mua. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ 55 nhá, đồng hồ 55. Giá sẽ là 170.000. 170.000 cho con đồng hồ 55 như này. Con này thì rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKMEI này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp của thương hiệu SKMEI. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000 cho một con đồng hồ hàng nội địa của Nhật như này. SKMEI này, có cả lịch luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là đồng hồ 55. Giá của nó sẽ là 170.000. Em nói em là đồng hồ 55 nhá, giá sẽ là 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái túi như này. Thì các bác dùng để mình đựng điện thoại rất là đẹp luôn, thắt vào cái thắt lưng cho em. Khi các bác ra ngoài thì các bác cho vào cái thắt lưng như này. Đó, sau đó thì các bác chỉ cần là nhét điện thoại vào là xong. Nó rất là tiện ích nhá. Lên cho em là túi đựng điện thoại nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì đợt này giá thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Lên xem là túi đựng điện thoại có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là đi 40.000 thôi, 40.000. Em đang bán là 50.000, đợt này giá thanh lý cho các bác giá chỉ còn 40.000 cho cái túi đựng điện thoại này nhá. Lên xem là túi đựng điện thoại giá sẽ là 40k. Đó. Túi đựng điện thoại này, túi điện thoại nhá. Giá sẽ là 40k. Em đang bán là 50.000, đợt này thanh lý cho các bác giá là 40.000 một chiếc như này. Rất tiện ích luôn, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia ví giấy tờ nhá. Hàng của thương hiệu Toyota. Chất liệu của nó thì bằng da rất là mềm luôn, bằng da rất là mềm. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp, hàng may kỹ. Đấy,
Các bác lên cho em là túi ví giấy tờ ô tô nhá. Đấy, ví giấy tờ ô tô. Đấy, thì các bác có thể bỏ giấy tờ đăng kiểm rồi bằng lái các thứ vào đây. Đó. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô, con này đang bán là 50.000. Đợt này cũng về cho các bác giá chỉ còn là 40k thôi. 40k. Lên cho em là ví giấy tờ ô tô nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000, 40.000 trong cái ví giấy tờ ô tô như này. Đó, hàng của thương hiệu Toyota, rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác có thể đựng đăng kiểm này, giấy tờ này, nói chung là các loại vào đây luôn, rất là tiện ích nhá. Ví giấy tờ ô tô giá sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cái hộp lấy vít gãy này, lấy vít gãy nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 mũi như này. Chuyên để các bác dùng để mình lấy vít gãy các cái cây vít mà nó bị gãy hoặc là bị gì sét thì các bác dùng con này cho em, nó rất là tiện. Một cái bộ này bao gồm là 6 mũi nhá. Một bộ combo cho các bác là 6 mũi như này. Và giá thì rất là hợp lý thôi. Đó, đây. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 các bác nhá, lấy vít gãy 60k cho một hộp như này. 60k các bác nhá. Lên cho em là lấy vít gãy này. Đấy, nó sẽ bao gồm cho 2 4 6 6 mũi tất cả luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng một cái bộ này. 60.000 thôi. Bao gồm cho các bác là các bác các cái dòng vít bị gãy bị gì sét, các bác không lấy được thì dùng cái con này cho em, rất là tiện ích nhá. Rồi ok. Tôi chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới, em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này các bác nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây, cái chân cái tay sen này các bác này. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy. Bát cầm tay của nó bằng inox hết này. Bát cầm tay inox hết. Đấy. Và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc thêm cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc thêm cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc thêm cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. Đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 5 châm. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhiếc lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan.
hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường. Đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này. Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 cho cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá, giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát, cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen, cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000, 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy.
Osaka Japan con này, Osaka Japan inox 3/4 mm. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì các bác lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì các bác nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông, giá sẽ là 330.000 nhá, 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh, giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh, cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 3/4 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh, giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi, đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên cho là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này. Và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này. Ngắt nước đi kỳ này. Sau đó mình lại bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này, giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này. Sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này. 80.000 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước.
Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 sen là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1 sen là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví da cá sấu nhá. Đấy, ví da cá sấu. Hàng này thì nó sẽ là hàng ví da cá sấu cao cấp cho các bác luôn. Đó. 100% là da cá sấu xịn và cao cấp các bác nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là ví cá sấu nhá. Đây. Ví cá sấu cao cấp có hai màu, màu đen và màu nâu này. Cái này của nó thì còn nguyên những cái vây của cá sấu này các bạn này. Đấy. Còn nguyên những cái móng vuốt của nó này các bạn này. Đấy. Hàng da cá sấu thật 100% luôn nhá. Đấy. Ví da cá sấu cao cấp có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó. Các bạn lên cho em là ví cá sấu nhá, ví cá sấu này. Giá của nó sẽ là 290k nha, 290.000 cho một con ví cá sấu như này. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác test hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một con ví cá sấu cực kỳ chất luôn. Đấy. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là chất luôn nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Lên cho em là ví cá sấu nhá, 290.000. Đó. Con ví cá sấu này sẽ là 290k. Đó. 290.000, 290k cho một con ví cá sấu này. Ngoài ra thì ví cá sấu thì nó sẽ có hai màu là màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu nâu thì nó sẽ có bao gồm cả móng vuốt như này. Còn màu đen thì nó chỉ có là cái da của nó thôi. Da của nó thôi các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu thì giá của nó sẽ là, đây. Thắt lưng cá sấu thì em về nó cũng có hai màu. Màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó 100% là da cá sấu tự nhiên nhá, 100% da cá sấu tự nhiên, siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy, cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Có hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Thì cái giá bên shop cũng gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Giá của nó sẽ là 390.000 nhá, 390.000. Đó. 390.000 cho một con thắt lưng cá sấu như này. Hàng siêu đẹp, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đó, chất da của nó các bác này. Đấy. Chất da rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, qua theo đây. Cái này thì các bác dùng thì bền lắm. Đấy. Hàng da cá sấu này thì các bác dùng thì rất là bền luôn các bác nhá. Đó, đây cho phần cái phần đuôi của nó đây các bác này. Đấy. Đây các bác thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da cá sấu cao cấp nhá, da cá sấu cao cấp. Giá thì sẽ là 390.000. Đó. Da cá sấu cao cấp giá sẽ là 390.000. Đó. Thắt lưng này. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da cá sấu này. Da cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp đó. Giá sẽ là 390k đó. 390.000 cho cái
thắt lưng như này. Đó, còn ví thì sẽ là 290.000. Đó, thì các bác muốn lấy cả combo thì lấy, mà lấy nguyên ví thì lấy. Nếu các bác lấy combo thì nó sẽ là tính tròn cho các bác là 390 với lại 290. Các bác lấy combo hai món đấy, thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá là 650.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cộng với lại ví cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp, thắt lưng cộng ví cá sấu cao cấp này, giá sẽ là 650k nhá, 650.000 một đôi. Đấy, còn ví thì sẽ là 290 và thắt lưng là 390. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dao gấp các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái dao gấp như này. Đó, lên cho em đó là dao gấp nhá. Đó, dao gấp rất là đẹp luôn. Cái này các bác có thể treo vào móc khóa cho em nhá. Treo vào móc khóa rất là tiện ích này. Đấy. Dao gấp móc khóa nhá, dao gấp móc khóa. Đó. Con này thì giá chỉ có 20 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình bóc thùng bia này, hoặc là ăn hoa quả này, hoặc là nói chung là đa di năng được. Rất nhỏ gọn, chiều dài của nó chỉ có 5 cm thôi. Đó. Hả? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em đó là dao gấp móc khóa nhá. Dao gấp móc khóa. Giá thì sẽ là 25.000 các bạn, 25.000 em xem nhầm giá nhá. Dao gấp móc khóa này, đó. Dao gấp móc khóa nhá. Treo móc khóa được luôn. Dao gấp móc khóa. Giá sẽ là 25k. 25k cho một chiếc nhá. 25.000 cho một con dao gấp móc khóa như này. Con này thì khá là tiện ích, các bác có thể sử dụng cũng rất là ok thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là dao gấp móc khóa nhá. Giá sẽ là 25k các bạn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo đỏ nhá. 20.000 cho một con nạo đỏ như này. 20.000 cho một cái nạo đỏ như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nạo rất là đa di năng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là phần nạo sợi này. Đấy, sau đó thì các bác lại xoay đi thì là nó sẽ đến phần nạo vỏ này. Đấy. Và nó sẽ có hai cái nạo vỏ. Một cái là nạo vỏ có gai nhá, nạo vỏ. Một cái loại nạo vỏ có gai, một cái loại nạo vỏ trơn này và một cái nạo sợi. Đấy, tức là ba cái như này. Các bác dùng để nạo rất là ngon luôn. Đây các bác xoay đi này cho em này, xoay đi này để mình sử dụng này. Đấy, xoay đi này mình sử dụng, mình rửa ráy rất là ngon luôn. Đó. Có cái lẫy đây. Đấy. Cái này dùng để nạo mướp này, nạo trái cây này. Đấy, rồi nạo sợi này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 20k thôi. Một con nạo, cái này nó là dòng đời mới nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là nạo đỏ nhá. Giá sẽ là 20.000. 20k cho một cái nạo đỏ như này. Giá chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dây dù đây. Dây dù như này. Đấy. Cái này thì em cũng không nhớ là nó là bao nhiêu mét, nhưng mà một quận bằng cổ tay như này. Một quận bằng cổ tay như này. Giá sẽ là 20k nhá. Các bác lên cho em là dây dù. Giá sẽ là 20.000. Thì các bác có thể dùng để mình trăng, rồi nói chung là dùng đa di năng vào việc gì cũng được. Đấy, dây dù nó rất là dài luôn. Bên trong của nó thì nó sẽ là cái dạng sợi, đa sợi. Và bên ngoài của nó thì nó là dạng máy như này nhá. Nói chung là dai lắm. Cái này dùng thì cực kỳ thích luôn. Các bác có thể dùng vào các công việc đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây dù nhá. Dây dù. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một quận dây dù như này. 20.000 cho một quận. Đó, 20.000 cho một quận nhá. Và 50.000 ba quận. Lên cho em là dây dù. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt đây. Một quận này của nó, một hộp này của nó thì 328 chi tiết nhá. 328 đầu to nhỏ lớn bé đầy đủ. Giá sẽ là 50k cho một hộp như này. Về nhà các bác chỉ cần đút vào dây điện, sau đó thì mình đốt đi cho em là xong. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Cái này thì các bác dùng để mình dán vào các cái phần như là đây. Đấy, cổ, vai, gáy, các phần mình đau mỏi mình dán vào cho em. Giá sẽ là 20k cho một 20k cho một hộp như này. Mua 5 tặng 1 nhá, miếng dán ngải cứu 20k, mua 5 tặng 1. Tiếp theo là cái khay đá thông minh nhá. Khay đá này thì nó sẽ là một cái dòng khay rất là thông minh luôn. Các bác chỉ cần là mở ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây. Đấy, và khi mình lấy đá thì mình ấn như này. Nó là cái cao su non mềm. Ấn này nó sẽ đẩy lên. Và có nắp như này nhá. Có nắp như này thì nó sẽ giúp cho các bác là có thể để chồng các khay lên nhau được nhá. Đấy, đây chồng nhau như này. Rất là tiện luôn. Các bác cứ mua lấy cho em 5-10 khay. Giá thì sẽ là... Hả?
15.000 nhá. 15.000 cho một khay như này. Cũng mua 5 tặng 1 luôn, khay đá thông minh 15k. Đấy, 15k một khay. Mua 5 tặng 1 bán tri ân cho các bác cho nó vui. Tiếp theo thì em lên cho bác cái diều đại bàng nhá. Đây, cái diều như này. Đấy. Về nhà thì có cả dây diều này, có cả dây, cả các chi tiết đi kèm luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một con diều như này. Đấy, 30k nhá. Các bác lên cho em là diều đại bàng nhá. Diều đại bàng. Giá sẽ là 30k nhá. 30k. Đấy. 30k trong con diều đại bàng như này. Các bác mua về để làm quà cho các em bé nhà mình. Diều đại bàng 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là bấm rau nhá. Đấy, các bác cho vào cái ngón tay cái này cho em này, cho vào ngón tay cái này. Đấy. Thì khi các bác nhặt rau nhặt dợ mình bấm thì nó sẽ vệ sinh và nó sẽ không bị đau đầu ngón tay. Đấy, và bẩn móng tay móng chân. Đấy, các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Sau đó thì mình nhặt rau thì mình các bác ấn nó sát vào cho em. Đó. Sau đó thì mình nhặt rau mình bấm này cho em này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu như này. Đấy, thì mình có thể bấm rau, bấm cỏ rồi các loại cây cối mà mình cần nhặt nhạnh trong vườn. Lên mã giúp cho em đó là bấm rau nhá. Giá thì giá thanh lý tri ân cho các bác 10k. 10k cho một cái bấm rau như này. Lên mã giúp cho em đó là bấm rau. Giá sẽ là 10.000 cho một túi nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một ngón cái và các cái đầu cao su đi kèm luôn. Lên cho em là bấm rau giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một gói bấm rau này thôi, 10.000. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, giá rất hạt rẻ các bác yên tâm sử dụng. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ búa. Cái này là cái gì nhỉ? Bao nhiêu? Bộ dụng cụ đồ nghề. Hộp đồ nghề à? Nó sẽ là một cái hộp đồ nghề đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, bao gồm cho em là 3 cây vít này, một cái thước rút này, một cái búa này, một cái cà lê, một cái kìm, một con dao, một cái thước dọc giấy, một cái dao dọc giấy, một cái bút điện này. Đấy. Combo đầy đủ cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đồ nghề nhá, hộp đồ nghề. Giá sẽ là 100.000 cho cái hộp đồ nghề như này. Có cả đầu khẩu này luôn. Đó, nói chung là rất là tiện, vừa xinh để các bác sửa chữa các cái đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình nhá. Lên cho em là hộp đồ nghề, giá sẽ là 100.000 nhá. 100k trong cái bộ hộp đồ nghề như này thôi. Hộp đồ nghề nhá. Hộp đồ nghề giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái hộp đồ nghề như này, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là môi sới cơm inox nhá. Con này thì nó sẽ là hàng inox sáng bóng, soi gương được luôn. Và dòng này của nó sẽ là dòng không dính cơm nhá. Dòng này của nó là siêu chống dính luôn. Đấy, các bác dùng để sới cơm thì rất là ok. Các bác vứt cho em những cái môi sới cơm thường bằng nhựa đi. Nó rất là bẩn thỉu, mất vệ sinh và nó lại dính cơm. Hàng này thì em bao cho các bác xịn sò chắc chắn và không dính cơm nhá. Không dính cơm luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là môi sới cơm inox, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một cái môi sới cơm inox như này. Rất đẹp, rất xịn sò và chống dính rất là tốt luôn. Đấy, chống dính rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đó. Sới không hề dính cơm luôn các bác nhá. Đó. Rất là sạch sẽ luôn. Rất dày dẫn chắc chắn là sới không hề dính cơm một chút nào nhá. Qua đây. Giá sẽ là 55.000 cho một cái môi sới cơm inox như này. Lên cho em là môi sới cơm inox nhá. Giá sẽ là 55k. Đó, 55k là con môi sới cơm inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop có một cái túi da. Đấy, một cái cặp da của Honda CRV. Hàng của hãng nó tặng này. Đấy. Thì các bác có thể bỏ các cái giấy tờ các thứ vào đây. Đấy. Giấy tờ các thứ vào đây cho em nhá. Đó. Các bác có thể bỏ giấy tờ đây, bỏ giấy tờ rồi đăng kiểm đăng kiếc này. Hàng bằng da rất là xịn sò luôn. Hàng chuẩn hãng của Honda CRV đây, con này. Đấy, Honda CRV rất đẹp cho các bác luôn. Con này thì chỉ có một con duy nhất thôi, bán thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho cái túi da Honda CRV như này. Lên cho em là túi da Honda CRV 100k nhá.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái áo mưa choàng này. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa choàng như này. Giá cũng là 100.000 cho một con áo mưa choàng như này. Con này bên ngoài họ sẽ bán cho các bác là 150 đến 200. Đấy, như bên em bán cho các bác chỉ có 100.000 thôi. Đây. Đấy, mặc vào là sẽ áo mưa đi xe máy được, đi bộ. Đấy, các bác choàng vào này thì em. Lên cho em là áo mưa choàng 100.000 nhá. Đây, mặc vào nó đúng như này luôn. Đó, áo mưa choàng 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ này. Giá của nó sẽ là đồng hồ treo tường nhá. Các bác lên cho là đồng hồ treo tường. Rất đẹp. Bao nhiêu? Rất đẹp luôn. Nhỏ gọn, đường kính của nó thì vào khoảng là 20 cm. Đường kính 20 cm, nhỏ gọn. Các bác có thể treo phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Giá chỉ có 75k thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường. Giá sẽ là 75k nhá. 75k cái đồng hồ treo tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bổ hoa quả này. Đấy, bổ hoa quả. Con này bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác muốn bổ hoa quả những cái loại quả tròn ấy, quả táo, quả lê liếc, các bác chỉ cần là đặt vào ấn một phát là nó sẽ ra cho các bác là đi 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng luôn. Đấy, ấn một phát này là ra 8 miếng luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khuôn hoa quả nhá, khuôn hoa quả. Giá sẽ là 50k. Đó, 50k cho một cái khuôn hoa quả như này nhá. 50.000 cho một cái khuôn hoa quả như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Lên cho bác cái dây sạc tự ngắt nhá. Con này thì giá sẽ là 40k thôi. 40k cho một cái dây sạc tự ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc tự ngắt này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái dây sạc tự ngắt như này. Cái này thì rất là tiện các bạn. Đấy. Về nhà thì ưu điểm của nó là tự ngắt và có 3 đầu như này. Có 3 đầu như này, các bác có thể cắm vào đầu nào cũng được, đầu bất kỳ cho em. Đấy, Samsung, iPhone, Type C đều được hết nhá. Dây dài khoảng 1 mét. Đấy, dây dài khoảng 1 mét như này. Và dây của nó là dây dù chống đứt chống rối này. Đấy, và ưu điểm của nó là có chức năng sạc, sạc nhanh và tự ngắt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho em một em dây sạc tự ngắt như này. Lên cho em là dây sạc tự ngắt. Giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi 7 ngăn. Bên em lên tên nó là túi 7 ngăn. Đó, hàng của quân đội. Rất là dày dẫn chắc chắn. Và các bác đựng đồ thì nó lên form lên dáng cũng rất là đẹp luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000. Quai đeo, quai sách đàng hoàng. Các bác có thể cho xuống để mình đeo lên. Đấy, trông thế này thôi nhưng mà khi mà các bác mở ra thì nó rất là to rộng nhá. Đấy, rất là to rộng luôn. Đó, cho đồ vào thì nó rất là to rộng các bạn. Cho đồ vào thì rất là to rộng luôn. Các bác có thể chứa được khá là nhiều đồ đấy. Đây các bạn thấy chưa? Lên form rất là đẹp nhá. 100.000 thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea hôm nay. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3g nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc, một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này đi em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đây, Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả, riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn.
lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm giá sẽ là 240.000, 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy, bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy, các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này, đây, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá, 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quai sách xích xiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên tiên là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là
20.000 thôi. 20k cho một cái hộp Hắc Lào Long Biên như này nhá. Lên cho em là Hắc Lào Long Biên. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy các em. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Ba sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó, thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng cho các bác là 4 món luôn. 4 món mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này. Đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên theo là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa.
thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít. Dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này. Có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 150 cành thôi, 150 cành. Đây, thân máy của nó đây con này, thân máy của nó này. Đấy. Hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng này các bác lắp pin vào đây cho em dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000. 30.000 cho cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co à cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho song à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa di năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 đó nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 con chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó.
lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy. 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000. 5 mũi đen nhá. 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000. 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích thôi nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhá. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy, ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy. 320k, massage vai gáy này. Vai gáy giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây. Đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy. Hàng bên em thanh lý siêu thị nhá. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên, dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó.
các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ cơ La Mã nhé. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này, cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. đấy, 470.000, đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này, các bác thấy không? Đây, số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này, các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhé. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ, con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi. Đồng hồ cơ 53, con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy, hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 và bên em đã bao ship đấy. Còn đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi, đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó, thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5K một cái nhá. 5K cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5K một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ. Chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ, đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này. Đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn
tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này, đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này, đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên đã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này, 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó, một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này giúp cho điều hòa huyết áp, đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây. Hình con này hình như là nó là con sư tử các bác này. Đấy, đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đã thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên tiên là vòng đá giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ các bác nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc yếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Lên mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ kim tiết cho các bác luôn. Lên mã treo là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W. Và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi, rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này các bác. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8L nhá, 2.8L. Đấy. Rất tiện nhất luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá.
Đấy, có 4.000 cho các bác luôn nhá. Có 4.000 và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2 lít 8 cả vỏ nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các bác thấy không? Nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V. Và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này. Nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác này. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi. Còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi. Nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Thổi tung rời luôn. Đó. Đấy, thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút. Hút thì đảo cái này vào cho em này. Đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bác này. Đấy, hút vào này. Hút vào này. Vào đây các bác này. Đó, đây, đây. Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây chị em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000, lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k. Đó. Con này thì chạy bằng điện. 260.000. Hút thổi bụi điện này. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện 260.000 nhá. 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây. Massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây. Đang đeo đây các bác này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy. Massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bác, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đực nhá. Cân đực. Con này thì cân được 10 kg, em đang bán là 160.
hôm nay riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng, đây nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu, hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 trong cái mã cân đức này thôi. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy, xả chưa? Đó. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5 6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá. 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ, các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi, giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá, nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi, 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicon mềm, nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi, dị ứng mũi, kích ứng mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em.
Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá. 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê. Men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc, giá sẽ là 95k nhá. 95k cho một bộ như này, giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đây, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm, các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc, các bác lên cho em là thuốc kiến gián nhá. Thuốc kiến gián đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là, bên shop bán cho bác combo là 20.000 3 lọ nhé. Đấy, bên em bán từ 3 lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho 3 lọ như này. Đấy, 20.000 cho 3 lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến gián nhá. Đấy, thuốc diệt kiến gián, giá sẽ là 20.000 cho 3 lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ. Đấy, tức là 30.000. Nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho 3 lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho 3 lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhé. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến gián như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy, các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến, có gián nó trú ẩn nhá. Là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho 3 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn trợ sáng nhá. Đấy, đèn trợ sáng dành cho xe máy này. Đấy, xe máy, xe đạp điện đều lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000k này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này. Ốc vít cái thứ đầy đủ nhá, combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn ắc quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây. Đấy, pha của nó rất là rọi. Thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok. Lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây và là mình bấm là xong. Đó, lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Thì rất là tiện để cho các bác mình về mình
sử dụng trong các cái hoạt động ví dụ như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên. Mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này, thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm, em bỏ trong tủ như em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện, anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Đây. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng thì 15.000 chiếc mua 5 tặng 1 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày, thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm mới lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này. Sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhé. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhé. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián. Nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi. Hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bác này. Là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị. Giá thì chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này. Bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá. Hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa. Đấy, vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa, 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu nước hoa. Mẫu nước hoa hàng của Nhật các bác này, hàng của Nhật đây. Brolamen. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là
nước hoa khô nhá, giá nó sẽ là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đi 30.000 một hộp. Một hộp sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4 4 một hộp sẽ. Một hộp to thì sẽ có cho các bác là 4 hộp nhỏ như này nhá. Đây, đấy. Đây các bác này, đấy nó sẽ là dòng nước hoa khô như này. Và các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp lên tay này, hoặc là lên thái dương, hoặc là lên phía sau cổ đấy. Thì tùy các bác muốn sức vào đâu thì sức nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa sáp khô như này. Mùi thơm dịu nhẹ, rất là dịu nhẹ, dễ chịu luôn. Và giá thì sẽ là 30k cho một hộp như này nhá. 30.000 cho một hộp nước hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là 4 lọ luôn. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá. Nước hoa khô 30.000 cho một hộp như này, bao gồm là 4 lọ, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. 4 lọ với lại 4 mùi hương khác nhau. Đấy, hương Paris này, đấy rồi rất là nhiều các loại hương khác nhau nhá. Ớt men này, Paris này, nói chung là 4 lọ 4 mùi hương như này. 4 hộp với 4 mùi hương khác nhau. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là nước hoa khô, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái pin 16850 nhá. Pin 18650. Đấy. Hàng pin Li-ion 3,7V. Con này các bác có thể dùng để mình thay tháo và chế cháo các kiểu con là đều được luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một viên như này nhá. 20k cho một viên pin Li-ion 18650 như này. 20.000 một viên thôi. Đấy, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tỉa lông mũi mini nhá. Con này thì nó sẽ là hàng bằng máy. Giá thì sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một chiếc máy tỉa lông mũi mini như này. Có kèm cho các bác là một cáp sạc này, một cáp sạc và một con máy như này. Đấy, máy như này các bác nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Konka các bác này. Konka của Nhật nhá. Đấy. Và nó sẽ là dòng máy như này và dòng dùng để sạc pin nhá, dùng sạc pin đây. 3W này, công suất của nó là 3W. Các bác chỉ cần nhấp này là xong này. Đấy. Ở đây thì con này các bác dùng nó rất là tiện dụng, nó chỉ nhỏ bằng cái máy lửa như này thôi, nhỏ bằng cái máy lửa này thôi. Các bác có thể bỏ ba lô đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con máy tỉa lông mũi mini như này. Con này thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng, các bác có thể mang theo đi du lịch, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng sạc pin về nhà thì các bác sạc vào cho em là xong. Đấy, dùng hết thì mình lại sạc pin vào cho em. Máy tỉa lông mũi mini, giá sẽ là máy tỉa lông mũi mini giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất mới, đó là cái đế nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đế nóng này. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn. Các bác có thể dùng để mình đun nấu và có cả điều chỉnh tăng giảm ở đây nhá. Tắt đi này và có cho các bác là 5 số luôn, 5 cấp số như này. Đấy, cái này của nó bằng gang này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc là hãm trà, hoặc là dùng để hãm trà các thứ đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Con này thì các bác cắm vào một lúc cái là nó sẽ nóng cái đế này lên luôn. Thì các bác có thể đặt lên trực tiếp để mình đun nấu các kiểu con là điều luôn. Đây, đấy nó sẽ có công tắc điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, tắt đi thì nó sẽ tắt đèn này. Và bật lên, các bác bật lên là đèn nó sẽ lên này. Thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2 cái thứ này. Đấy. Và cái này thì các bác cho vào là nó sẽ nóng luôn. Nó là một cái mâm gang nhá. Nó sẽ là một cái mâm gang như này. Nóng luôn đấy. Em vừa để cái là nó đã nóng rồi các bác nhá. Đấy, rất là nhanh luôn. Nếu các bác để số mạnh là nó còn nóng nhanh hơn. Thì con này các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được. Công tác mình có thể dùng để mình đun nấu. Nó như một cái mâm gang nhá. Nó như một cái mâm gang. Rất là tiện luôn. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng, giá của nó sẽ là 130.000 cho một con đế nóng như này. Đây. Đấy, các bác có thể đun các cái loại xoong nồi, các kiểu con là điều được luôn. Đấy, đun rồi các bác có thể dùng để mình chế biến pha trà các thứ cũng rất là ok. Đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này, con này các bác có thể cho cả ấm sứ, ấm sành, ấm sứ lên đun được bình thường các bác nhá. Đấy, nó giữ nóng rất là tốt luôn. Đấy, nó vừa giữ nóng cho các bác khi mà mùa đông mình hãm trà, pha trà các kiểu con là điều luôn. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đuôi hai chân nhá. Cái đuôi này nó sẽ là một cái dòng đuôi cảm ứng. Con này thì nó sẽ tiện hơn cái đuôi thường kia một chút. Cầm cái đuôi, thả cái đuôi thường này. Con này nó sẽ tiện hơn cái đuôi cảm ứng thường một chút nhá. Con này là về nhà các bác không cần phải đấu nối đấu nủng gì cả. Về nhà thì nhà các bác đã có sẵn cái đuôi rồi. Đấy, có sẵn cái đuôi rồi. Các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi này cho em, xong xoáy quả bóng qua đây là nó sẽ cấp điện và dòng này nó sẽ là dòng cảm biến. Và nó sẽ có người đi đến thì nó sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Nó cũng có điều chỉnh thời gian sáng này và sáng ban ngày hay ban đêm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em đó là đuôi hai chân nhá. Đuôi hai chân giá sẽ là 60.000 cho một con đuôi hai chân như này. Nó cũng là dòng đuôi cảm biến như bình thường thôi. Nhưng mà em gọi nó khác tên đi để nó tránh cái việc là bị trùng tên các bác nhá. Đấy. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản,
Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Đấy. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Lắp đặt một cái ở nhà bếp, lan can cầu thang hay hành lang bên ngoài nhà đều tiện lợi, vừa tiết kiệm điện, vừa sử dụng hiệu quả, rất tiện. Có cái này rồi, bạn có thể chuyển đổi bóng đèn thông thường ở nhà thành đèn cảm biến hồng ngoại. Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần lắp cái đuôi đèn này vào cái đuôi hiện có ở nhà, rồi lắp thêm bóng đèn nữa là xong. Khi đi gần đến, đèn sẽ tự động sáng. Khi bạn đi qua, đèn sẽ tự động tắt. Đó, rất tiện ích cho nhé. Lên máy giúp cho em đó là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái đuôi cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì em đang bán với cái giá là 60.000. Đợt này thì con này sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 55k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì về các bác phải đấu nối vào nguồn điện. Cái tính năng sử dụng thì nó cũng như con kia, cũng là có điều chỉnh ban ngày ban đêm và thời gian sáng. Ngoài ra thì về nhà các bác phải đấu nối trực tiếp thì nó sẽ mất công hơn một chút. Còn cái con đuôi hai chân kia thì về nhà các bác chỉ việc là xoáy vào cái đuôi cũ của mình là xong. Con này thì các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k. Đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 55k thôi, 55.000. Đấy, về cho các bác giá tốt hơn một chút, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Còn con này nó sẽ là đuôi hai chân, giá sẽ là 60.000. Thì con này nó tiện hơn, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, nhu cầu mục đích của các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cục lọc nước nhá. Đấy, cục lọc nước. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một cục lọc nước như này. Về nhà thì các bác có thể là bắt vào các cái nguồn cấp nước nhà mình, ví dụ như là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi các cái nguồn nước mình lắp vào cho em thì nó sẽ giúp cho các bác là cái tính năng lọc nước, lọc cặn bã rất là tốt luôn. Đấy, thì ví dụ như nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của các bác, nguồn nước của mình mà hay bị bẩn thì các bác dùng con này cho em. Đấy, đây. Thì các bác lắp đặt vào sau đó thì nó sẽ lọc nước cho các bác rất là tốt nhá. Lên cho em là đuôi lọc nước. Các bác lên cho em là củ lọc nước nhá. Củ lọc nước giá của nó sẽ là 50k. 50.000 cho một củ lọc nước như này. Tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong hoặc là inbox cho em để em hỗ trợ nhé. Mang lọc là inbox Manitou. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Mình có thể xoáy ra để vệ sinh được các bác nhé. Mẹo nhỏ mà có thể giúp cho cái máy giặt của nhà các bác sử dụng được bền hơn nhé. Cặn bẩn nó là một cái yếu tố mà nó làm cho cái máy giặt của chúng ta sử dụng nó nhanh hỏng. Đó thì các bác có thể tham khảo cái cục lọc nước mini này. Nhà bác nào mà có cái gen ở đầu vòi này sẵn thì mình mua về mình xoáy vào. Nó còn nếu như mà không có thì các bác có thể xoáy ở phía trong của là inox cho em để em hỗ trợ nhé. Mang lọc là inox Manitou. Các bác nhìn rất là nhiều cặn bã lọc được tạp chất nhỏ rất tốt. Các bác có thể xoáy ra vệ sinh rất là dễ dàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là từ được làm từ titanium các bác này, titanium và các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định. Đây, vừa là vàng, vừa mạ vàng 18 carat thì vừa giúp cho các bác là vừa làm đồ trang sức, vừa giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Đó, lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp này. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng vàng này. Điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 một chiếc vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc áo. Lên cho em là khuy cúc áo này. Một hộp này của nó thì đầy đủ to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp khuy cúc áo như này. Đây. Đấy các bác này, rất đẹp luôn. Thì về nhà cúc áo cúc quần đều được hết nhá. Cúc áo cúc quần đều được hết này. Ở đây thì nó sẽ sẵn cho các bác là cả cúc này, các màu luôn. Cúc các màu và vít như này rồi. Ví dụ như quần áo các bác mà bị hỏng này, bị bong này, hoặc là các bác muốn cho nó nhỏ vào một chút này thì các bác có thể dùng cái cúc này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 cho một hộp như này. Lên cho em là khuy cúc nhá. Khuy cúc áo, khuy cúc quần, giá sẽ là 35.000 cho một hộp thôi. 35k cho một khuy cúc áo cúc quần như này. Cái này thì ứng dụng rất là đơn giản thôi, nó có sẵn như này rồi. Về nhà các bác không cần phải dùng bằng kim khâu gì cả, nó có sẵn ốc vít như này. Các bác về các bác bắt vít vào là xong. Cỡ nào thì các bác cũng bắt được hết nhá. Đấy. Đồ ra đã có bộ dụng cụ đóng khuy cúc này, cực kỳ tiện lợi luôn. Rất là tiện luôn các bác nhá. Đấy. Từ giờ sẽ không phải lắc kim bấm cúc. Thì rất là tiện luôn các bác, chỉ cần là bắt vít vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay.
Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, 100k nhé. Con này thì rất là tiện luôn. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái cáp sạc này. Đấy, và có tấm pin năng lượng mặt trời đây, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, và có chân sạc ra cho điện thoại luôn, chân sạc ra cho điện thoại hết pin các bác dùng để sạc nha. Có báo pin nhá. Đầu tiên nó sẽ có một cái đèn cầu lồi như này, tiếp theo là đến một cái giải led hai bên như này. Và tiếp theo nữa là một cái đèn pha khá là rọi luôn, đèn pha khá là rọi nhá. Rọi khá là xa luôn đấy các bạn. Đó, một con đèn pha như này. Đấy, tổng của nó sẽ là có 3 đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời đằng sau như này. Giá thì chỉ có cho các bác là một con đèn cầm tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Bên mã tiếp theo là đèn cầm tay, giá của nó sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo này. Bên mã tiếp theo đó là đuôi lò xo, một con đuôi lò xo như này giá sẽ là 35.000. Đấy, 35.000. Thì đây, em mô phỏng lại cái đuôi hai chân thì về nhà các bác. Nhà các bác có sẵn cái đuôi này rồi, các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này. Sau đó thì mình bắt cái quả bóng ra đây, bắt quả bóng ra đây. Thì khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất tiện ích nhá. Con đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Còn cái con đuôi hai chân này thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho con đuôi hai chân như này. Con đuôi lò xo này là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo, con này thì bên shop đang thanh lý, giá cực tốt cho bác luôn, chỉ có 30k thôi, 30k trong con đèn cúc áo như này, siêu sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo siêu sáng luôn, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Đấy, có nam châm hít rồi, có chức năng khui bia các thứ luôn. Tiếp theo là cái tô vít đa năng nhá. Đấy, tô vít vạn năng. Đây, tô vít vạn năng như này. Đấy, con này thì 8 trong 1 luôn. Đấy, đây, nó sẽ có cho các bác là đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt này, các bác không thích dùng đầu dẹt thì mình lại dùng cái đầu tròn như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ. Và các bác thấy không, tiện không, rất là tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một con vít mini như này nữa này. Đấy, một con vít mini, hàng siêu nhỏ như này, hàng siêu nhỏ như này, để các bác dùng cho các cái loại ốc mini, ốc nhỏ đấy thì cũng rất là ok nhá. Và có một đầu dẹt, một đầu tròn, các bác có thể đảo chiều để sử dụng đầu dẹt đầu tròn thôi em. Đó, lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng, giá thì chỉ có 80k thôi, 80k cho một con tô vít vạn năng như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu túi nhá. Mẫu túi đây thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em đó là túi túi nam nhá. Túi nam, con này thì nó sẽ là một cái túi rất là tiện ích để các bác có thể dùng đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều được hết nhá. Đây, lên mã giúp cho em là túi nam này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải dù quân đội nhá. Và dù quân đội có quai đeo, quai sách như này. Chiều cao thì vào khoảng trên 20, chiều rộng 20. Và khi mà các bác mở rộng ra thì nó sẽ là vào khoảng 10cm. Con này thì rất là tiện luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt này. Ở trong có một ngăn phụ này. Đấy, tiếp theo là các cái ngăn nhỏ bên ngoài nữa. Con này thì dùng rất là thích luôn. Đấy, rất thích luôn các bạn. Đây, ngăn phụ bên sau nữa này. Con này thì xịn xò lắm, xịn xò con bò luôn các bạn này. Đấy, xịn xò con bò. Các bác bỏ được khá nhiều đồ luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110.000 cho một con túi nam như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi nam, giá sẽ là 110.000. Đó, lên cho em là túi nam này. Đây, túi nam. Giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bao lô da như này. Bao lô da như này các bác này. Đấy, bao lô da. Thì nó có màu đen và màu xanh như này nhá. Màu đen và màu xanh như này. Thì màu nó cũng na ná như nhau thôi. Một con bao lô da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, bao lô da nhá. Rất chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Hàng thì khá là rộng luôn. Chiều ngang của nó thì vào chiều dài khoảng 50, chiều rộng thì vào khoảng là 25 và chiều cao thì vào khoảng là 30 nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Đấy. Và có cho các bác là một cái ngăn bên hông như này để mình đựng giày dép vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác đút vào đây cho em. Rất là tiện ích luôn nhá. Đôi giày, đôi dép đút vào đây. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Ba lô da. Giá thì lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 125.000 một chiếc. 125.000 cho một con ba lô da hàng của hãng đẹp như này. Đấy, mua về để đi du lịch này, hoặc là các bác đựng đồ, đựng quần áo ở nhà cũng rất là ok luôn. 125k cho một con bao lô da như này, rất tiện ích luôn các bạn. Hàng thì khá đẹp và tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, thì combo của nó sẽ là bao gồm một đốc sạc và 4 viên pin như này. Một đốc sạc và 4 viên pin như này. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k nhá. Pin này của nó sẽ là dòng pin đồng hồ nhá. Dòng pin này của nó sẽ là pin đồng hồ. Đấy, pin đồng hồ cho các bác sử dụng như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, lắp vào đây chưa? Đốc sạc pin đồng hồ giá sẽ là 65k.
Đấy, 65k nhá. Con này thì ngoài lắp pin đồng hồ thì các bác có thể dùng để trong sử dụng để làm lắp và mic karaoke thì cũng ok. Tiếp theo là vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh như này. Đấy, màu cam và màu xanh cho nên bên em lên nó là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây nó sẽ là một con vòi rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, vòi cam xanh rất tiện ích luôn. Có hai đường nước nhá, một hai đường nước như này. Các bác có thể xoáy điều chỉnh tùy chỉnh nhá. Có hai đường nước rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên cho em là vòi cam xanh nhá. Giá sẽ là 50 cành cho một cái bộ vòi cam xanh như này. Đây, đầu kết nối bằng đồng này, có hai đường nước cho các bác điều chỉnh này, có ren xoáy ren xiếc các thứ đàng hoàng và có các cái nguồn kết nối rất ok. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Lên cho em là vòi cam xanh.